đội tuyển Thái Lan đã nhận thất bại 0-5 trước đội tuyển Nhật Bản ở trận giao hữu ngày đầu năm. 61.916 khán giả đã có mặt tại sân vận động quốc gia Nhật Bản để theo dõi trận đấu. Trận này, chủ nhà Nhật Bản không có khá nhiều gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài, trong lúc Thái Lan cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ tốt nhất. Dẫu thế, vì đây là trận ra mắt trên cương vị thuyền trưởng của Thái Lan, nên huấn luyện viên trưởng Masatada Ishi mong muốn các học trò sẽ chơi một trận đấu công hiến. Với lực lượng yếu hơn, lại đá trên sân đối thủ nhưng các tuyển thủ Thái Lan vẫn chơi đôi công ngay từ những phút mở đầu. Do đó, họ đã phải hứng chịu sức ép lớn khi đội chủ nhà liên tục triển khai các đợt tấn công, khiến hàng thủ Thái Lan phải cực kỳ vất vả. Trận đấu kết thúc với trận thắng đậm của chủ nhà Nhật Bản, khiến màn ra mắt của huấn luyện viên Masatada Ishi ở tuyển Thái Lan đã không như mong đợi.